Chào mọi người nha. Lâu rồi Phong không làm video review đồ order Mỹ cho mọi người ha. Thì bây giờ Phong review lại nha một cái số đơn. Hôm nay là ngày 7 tháng 8 2024 ha. Thì hiện tại có một số đơn về đây thì Phong cũng muốn giới thiệu cho mọi người ha. Ở đây thì Phong có một cái nón Versace nè. Versace. Ha. Khách order Mỹ về. Rồi ngoài ra thì cũng là cái sản phẩm chủ đạo của Phong mấy tháng nay đó là quần CK ha mọi người. Hiện tại có mấy cái về mấy cái pack pack 7 quần á, pack 7 quần á. Rồi ngoài ra có những cái pack 3 quần. Pack 3 quần màu dạng thun nha mọi người. Dạng thun á, thun 4 chiều á, thun. Thì cái này cũng rẻ mọi người, 490.000 một cái pack 3 quần. Ở cái dòng này thì nó không có cái hộp mọi người, nó là cái dạng bao thôi. Bao kiến thôi. Phong làm cập nhật hàng hóa cho mọi người biết theo về shop nha. Phong là có làm dịch vụ order ship Mỹ nữa. Hy vọng các bạn có order gì hay là có nhu cầu gì có thể nhắn cho Phong ha. Order shop X nè, Ghost nè, hay là Amazon nè, hay là cái quần, ủa có quần nữ đây nữa. Ok rồi kệ đi. À đúng rồi, có khách nữ. Mấy cái pack quần nữ mọi người rẻ lắm luôn á. Có 300.000 à mọi người. 300.000 gì đó là được một cái pack quần mấy quần á, 3 quần á, 2 quần gì đó đó mọi người. Hoặc cái này là một hình như là 3 2 cái này là chung một cái quần với là cái quần á mọi người, nó rẻ lắm, 150 một quần, 2 quần là khoảng đâu đó này là 2 quần hay 3 quần. Hai quần hay gì Phong nhìn không rõ nữa, nhưng mà đại khái là hai cái này là chỉ có 300.000 thôi nha. Rồi hy vọng các bạn ủng hộ Phong nha, dịch vụ ra sách Mỹ bên Phong giá cạnh tranh, các bạn cứ nhu cầu gì thì cứ nhắn cho Phong nha. Phong cảm ơn.